Để phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chuyển sang một giai đoạn mới cao hơn về chất và lượng, nhanh chóng đưa Việt Nam trở thành một quốc gia mạnh về khởi nghiệp, chúng ta phải coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, chứ không phải là nhiệm vụ của riêng bộ, ban, ngành, địa phương nào. Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại lễ khai mạc Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ tư diễn ra chiều nay tại tỉnh Vĩnh Phúc. Cùng với đề án 1665 về hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp, Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên được tổ chức hàng năm đã thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, giúp các em thay đổi tư duy, nhận thức, dám nghĩ, dám làm và có khát vọng lớn để biến ước mơ, ý tưởng thành hiện thực. Sau 4 năm tổ chức, Ngày hội đã thu hút được hơn 1.600 dự án khởi nghiệp, là môi trường quan trọng kết nối ba nhà, nhà nước, nhà trường, nhà đầu tư. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, những năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm và có nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách, đề án tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khởi nghiệp và phong trào đổi mới sáng tạo phát triển mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn. Năm 2021, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí đứng đầu trong 34 quốc gia có thu nhập trung bình thấp về đổi mới sáng tạo toàn cầu. Tuy nhiên, chúng ta có xuất phát điểm chậm hơn so với nhiều nước. Hệ sinh thái khởi nghiệp chưa thống nhất từ trên xuống dưới. Số lượng, chất lượng các dự án chưa tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng. Giáo dục đào tạo còn nặng về lý thuyết, nhẹ về thực hành, chưa quan tâm đúng mức đến kỹ năng, sáng tạo, khát vọng của học sinh sinh viên. Thủ tướng đã nhắc lại những đánh giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời và gần đây là của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về vai trò, vị trí, tầm quan trọng và sức mạnh của lực lượng thanh niên đối với nước nhà. Thủ tướng kêu gọi thanh niên tiếp tục phát huy sức mạnh to lớn này trong phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. 91 năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã làm tốt nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp, giáo dục, vận động thanh niên tham gia công việc chung của đất nước với tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó, có thanh niên. Trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, tuổi trẻ cả nước đã phát huy truyền thống quý báu của các thế hệ cha anh, lập thân, lập nghiệp, tiên phong, xung kích, sáng tạo, dấn thân, luôn có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ và sẵn sàng đón nhận mọi nhiệm vụ mà Tổ quốc và nhân dân giao phó. Đây là cái tinh thần của thanh niên của chúng ta là như vậy. Thì chúng tôi muốn là nó tiếp sức cho cái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong tương lai nó mạnh mẽ như các bạn đã làm. Thủ tướng đề nghị thúc đẩy mạnh mẽ hệ sinh thái khởi nghiệp và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo trong tất cả các bộ, ban, ngành, địa phương, trong nhân dân, nhất là trong thanh niên, học sinh, sinh viên. Tăng cường đầu tư, đa dạng hóa nguồn lực, khuyến khích tư duy đổi mới sáng tạo, phá vỡ những định kiến, rào cản, lối mòn. Đồng thời cũng phải nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách hỗ trợ, tìm đầu ra cho các sản phẩm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh kết nối nhà nước, nhà trường, nhà đầu tư và tăng cường kết nối liên thông với đổi mới sáng tạo quốc tế. Thủ tướng cũng lưu ý phát huy truyền thống của người Việt Nam thông minh, cần cù, bản lĩnh, dám đương đầu với những khó khăn thử thách trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phải biết chấp nhận rủi ro, hết sức tránh tư tưởng chưa làm đã sợ thất bại, chưa thất bại đã không dám làm. Một lần nữa tôi khẳng định về sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước và cá nhân Thủ tướng đến thế hệ trẻ, đến các bạn học sinh, sinh viên. Các bạn không chỉ là người chủ tương lai của đất nước, là tiềm năng, là nguồn lực, là động lực đưa đất nước ta sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu. Như Bác Hồ đã từng căn dặn chúng ta, chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện để có một môi trường khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thuận lợi nhất, hiệu quả nhất nếu các bạn dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám sáng tạo, dám khởi nghiệp. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng bằng sức trẻ một ngày không xa các bạn sẽ tạo ra những giá trị to lớn không chỉ cho Việt Nam mà cho cả thế giới. Thủ tướng chia sẻ, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không phải là chuyện ngày một, ngày hai mà là cả một quá trình lâu dài, đòi hỏi tầm nhìn, giải pháp căn cơ, có tính chiến lược nhưng không cầu toàn, cũng không nóng vội và phải tiến hành một cách tổng thể, đồng bộ, liên thông. Đánh giá các đề xuất kiến nghị của các em học sinh sinh viên tại buổi lễ đều rất xác đáng và xuất phát từ thực tiễn. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương nghiên cứu,
xử lý ngay để tiếp tục tạo cảm hứng, động lực cho các em đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, góp phần xây dựng một nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.